Nó mưa vậy cũng bé hả? Chú là không mưa đúng không? Mà thấy mưa to không biết gặp không? Tính ngồi đánh luôn à hay là đánh mũi thôi? Tính ngồi đây bán hay là ngồi bán mũi thôi? Ngồi đây đau luôn, chắc hết mưa rồi. Nãy giờ cứ hết mưa rồi, mưa hoài luôn á. Sợ đường này ngập thôi chứ đường ngập thì lại không coi được. Bên kia nó ngập bộ đèo mọi người. Mình biết nếu mà mưa to nữa thì sẽ ngập á. Không không ra bản hả? Dạ, có chồng em vừa về coi mấy đứa nhỏ ở đây cũng đông rồi đó. Sao tính nay mệt hả? Đầu tiên là tính mệt là tính không bán hả? Xong rồi nghĩ là hay sao chứ? Dạ mưa quá. Hôm nay không bán, ngày mai cũng mưa hết à. Em còn đi bán đúng không? Tại vì đến mai thì cũng có mưa. Còn giờ để bán mà gì bán được biết đúng không? Không còn lại hết nguyên mấy bịch luôn. Tôi đang mưa gió quá trời. Anh đang đi, anh nói là em 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 đ
Anh Bình đã quen đỏ hội vui tính hội bé mi. À, chú có rủ anh nữa đó. À, hội bé mi làm à, đây là hai vợ chồng bé mi nha anh chị ơi. Đây là bé mi với anh này á, là em họ chú Chiên. Đó hai người đó vợ chồng. Đó. Mua luôn đi. Mua luôn đi. Đi chửi ghê không? Ai mua hết đi. Ai thấy mua. Tao hết mưa, bán hết rồi giờ Chiên ơi. Hết mưa rồi cả nhà ơi, ra ủng hộ Chiên đi cả nhà ơi. Hy vọng là sẽ không mua để cho Chiên thấy buôn bán trọng hàng hơn, cũng như là bà cô chú anh chị mình bán trên đường có một ngày buôn bán trọng hàng được chi kinh tế nhưng mà buôn bán thay đổi Mi ơi chào mọi người đi Mi. Kia là đĩa sai hả? Kia là đĩa sai hả? Kia là đĩa sai đúng không? Là đĩa sai đúng không? Đĩa sai chào mọi người đi. hai chồng đỏ nón giống nhau à? Dạ. Hai đỏ nón giống nhau. Nếu mà ở bên chỗ kia mình bán nó mưa như vậy nè mà lỡ mang ra bán rồi á thì mình phải dọn về à hay như thế nào? Nếu mà lỡ mang ra rồi thì ngồi đây với chị Duyên. Không, nghĩa là cái chỗ kia kìa, cái chỗ đầu chỗ trên kia nếu mà mưa thì cũng dọn rồi nó mưa nước đi răng là cũng phải dọn về, nó lỡ mang ra rồi mà mưa là cũng phải trở về. Còn mưa nhỏ thì sao, mưa râm thì ngồi không hay là cũng mưa đúng rồi. Nhưng mà rơm rơm thì vẫn ngồi còn coi là gì? Còn ngồi đây là có cái dù này, có cái dù nên đỡ. Dạ tiện lợi cái kìa, em tiện lợi để hồi nó người ta lại người ta móc cái hết tiền luôn nghe. Cảm ơn anh đi, cảm ơn anh chia không? Dạ cảm ơn anh. Bây giờ chia nè, 60 là chia, bây giờ chia 2 là anh 40, em 20. Đúng không? Người ta cho tiền kìa. Cho tiền kìa. Đúng rồi, hả? Đây là chia. Người ta cho tiền là cho lọc đó không lấy tiền hả? Giùm 2, anh 40, anh 20, giùm 2. Dạ ai cho em tiền em cũng lấy. Em bây giờ đơn giản nè, bây giờ chia 2 đúng không? Là có 60, anh lấy 60. Còn em nãy em đụng vô rồi là chia 2 đúng không? Dây là anh trả lại em. Em đụng dây, đó là chia 2 đúng không? Đó. Rồi anh giờ anh trả em, đó. Hiểu không? Ủa, hồi nãy em kêu anh 80. Hiểu không? Bây giờ nè, hồi nãy là em cần 60. Hồi nãy em kêu anh 80. Nè, em cần 60 nè. Kêu nè, xe tay ga, xe tay ga. Xe tay đi. Hồi nãy em kêu 80. Không, 5 tờ 2 chục. 5 tờ 2 chục lần nè. Ý em nói của em là 5 tờ 2 chục đúng không? Đúng rồi. Cái này 3 tờ của anh ok. Ừ. Nhưng mà kêu là chia nửa mà. Chia nửa mà. Đúng rồi. Hồi nãy là nói là năm tờ chia 2 cái này là 3 tờ là của anh riêng, không có liên quan chứ. Không, 5 tờ là anh phải đưa lại 2 tờ thì rồi nhá. Hiểu chưa? Hiểu không? Ý là cầm cho có mùi đó không? Chia 2, em mà đụng rồi tới anh đụng là anh thấy hết, đó chia 2 được rồi. Là sao? Cũng hiểu. Hiểu hả? Em hiểu qua ha. Sao là đụng vô là chia là 3 lại phải? Chuyên đang cần hiểu. Hiểu sao? Chứ là đụng vô là chia 2. Chưa vui vẻ là anh phải giải chào ổng là anh đi lên anh đi. Dạ chào anh Nguyễn. Ủa? Ủa Duyên, cờ đỏ sao vậy là ai vậy? Anh hai của cái Mi. Anh hai của Mi à anh ruột hả? Dạ. À, cờ đỏ sao vậy là anh ruột của Mi. Thấy hồn. Anh Phùng nói là anh có một em Duyên, anh vui quá. Anh vui quá, rồi tới anh gì đó hắt ghê, anh tập không có chuyện. Anh Hùng nói là anh có một em Duyên, anh vui quá. Rồi tới anh hát ghê. Anh không biết là... Anh thích chắc. Anh có không? Thích ghê. Chắc vui quá, anh ơi. Mua bán luôn đi. Trời ơi, đi chửi ghê, lùi lên sau bán luôn đi. Mua bán luôn đi. Đứng dạ, anh đang học. Nghĩa năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Dạ. À, bỏ chào.
cái cuộn ra luôn nào ha, là để tìm cái cắt rồi. Nóng trắng, nóng trắng đàn ông kia thấy không chị? Đó. Qua trả trừ cho một cái bụng nhỏ. Cũng muốn ra một ba cái hồi này nó có bao nhiêu vậy? Chị ai muốn chị khổ cái hồi đó hết. Mua hết luôn đi, mua hết luôn đi. Mua hết luôn không? Đứng vậy ai thấy nữa mua. Đúng là duyên thiệt là cái nhà. Đó chị chia sẻ cho em giúp em nha chị. Đó là tại chị. Có nước không?